Xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa ngày thứ hai sau Chúa Nhật, thứ 15 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha giữa con gái với mẹ giữa con dâu với mẹ chồng kẻ thù của mình chính là người nhà ai yêu cha yêu mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng đáng với thầy ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được ai tiếp đón anh em là đón tiếp thầy và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ lãnh được phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Khi Đức Giêsu ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, người rồi chỗ đó đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị. Đó là lời Chúa. Anh chị em thông mến, trong đoạn tin mừng anh chị em vừa nghe, Chúa Giêsu nói một điều có vẻ là hơi ngược ngược. Chúa Giêsu bảo, Ngài đến không phải để đem bình an cho trái đất, nhưng là đem gươm giáo. ngày đến là để gây chia rẽ. Có phải thật sự Chúa Giêsu đến để gây chia rẽ không? sự chia rẽ mà Chúa Giêsu nói đến ngày hôm nay ở đây là gì? Chắc chắn đây không phải là những xung đột do bất hòa trong mối tương quan thường ngày. Mà đây chính là sự chia rẽ do bởi sự chọn lựa chân lý. Mà chân lý thì thường đi ngược lại với những lợi ích cá nhân. Chính vì thế, người chọn lựa bước theo chân lý thường có những xung đột với những người xung quanh có khi ngay cả với những người, thân yêu trong chính gia đình. Chúa Giêsu cũng từng như thế, Ngài đã từng bị họ hàng đi tìm bắt vì họ cho là Ngài bị điên. Chúa Giêsu rao giảng lời Thiên Chúa nhưng người ta luôn chống đối và tìm cách bắt giết Ngài. Chúa Giêsu nói Ngài đến là để gây chia rẽ, là vì Ngài muốn chúng ta phải dứt khoát và kiên định chọn lấy chân lý, chọn theo con đường giê -xu. Bởi vì chỉ có ở nơi chân lý, chỉ có ở nơi giê -xu, người ta mới có được bình an, hạnh phúc đích thực. Chỉ có ở nơi chân lý và ở nơi giê -xu, người ta mới có được cuộc sống đúng nghĩa nhất. Xin Chúa Giêsu giúp cho chúng ta có được sức mạnh và can đảm biết luôn chọn lựa và kiên quyết theo chúa dù có phải đánh đổi ngay cả các mối tương quan thiết nghĩa và quan trọng trong cuộc đời của chúng ta amen